Ok, đây chào mọi người với trở lại channel của mình là Phương Nam Minh đây. Rất lâu rồi tôi đã quay trở lại server này và hơn là mình còn anh gâu cái do rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm ở cái server này nên mình tiếp tục làm. Và sau khi mà ra do mình thấy server này nó kiểu như là hơi pay to win hơn cho server kia hết, cho nên là mình cũng cái server kia nó cũng nhiều hơn. Nhưng mà sau khi mình nhận ra rằng fan cái server này của mình nó rất là đông, cực kỳ đông, và những cái video nào về server này của mình cũng được 200 view lên, một con số rất là lớn. Thế cho nên là mình quyết định là làm tiếp với cái server này. Rất là sorry mấy ông, bởi vì tôi hay bị nghiện server bên kia, bởi vì server bên kia nó phải tập lại hạt mà tôi bị kiểu như là dòng máu cày chay nó chảy trong người. Và khi mà mình quay trở lại thì mình có một cái ông nào đó tặng vào hỗ trợ. Rất là cảm ơn. Nó có là 12 đất bon, một tắc ultra bon cái gì đó. Đấy là cho nhanh. Ui, tốc độ là nhanh quá. Có cái dạng nó quá nhanh. Bên do mình quen với tốc độ chạy với server kia rồi, thế cho nên server này chạy mình thấy không nhanh lắm. Ăn uống đây đó. Quen với việc gạch feed bên server kia rồi, hao quá quá. Thì đấy sao đặt không được. Sao đây? Một tắc 3 stack ultra bon, 2 cục bokeh bon rồi. Sao lại đặt không được nhờ? Mở được này. 6 cái mechanical anvil. Cái này ngon này. Cái hàng này là anvil tự động này. 1, 2, 6 tách ultra bond. Và 23 con kill gear. Ok, 4 pokeball. Cực kỳ cảm ơn. Chắc tốt. Đấy, ngày nào cũng có người tặng quà, hết tặng kim cương rồi tới tặng cái này, ok luôn. Đây là một nguồn động lực rất lớn để mình có thể làm tiếp cái server này. Để bay 500k server. Ok, bỏ qua những vấn đề đi, thì hôm nay mình quyết định là lúc đầu thì mình cũng chả có content nào cả, nên suy nghĩ cũng chả biết là nên làm như thế nào cho nó phải. Thì mình đã quyết định rồi, hôm nay mình sẽ đi đá mè gà, cầm đá mè gà. Thật sự luôn, từ tập 1 tới tập 6 mình vẫn chưa có được đá mega, dù mình cờ dù mình cam ở nguyên một cái vùng blend. Ok, bây giờ thì mình không biết là mình cam đá mega tới bao giờ, nhưng mà cam được bao nhiêu thì cam thôi, bởi vì mình cũng chả biết làm gì nữa. Ok, 30 tập dịch vãi thật, tự nhiên thấy một đống anh TP tôi thấy nghi rồi. Có một con Abra Legendary ở for rất nhiều, for gì cơ? Forget á. Abra là con tâm linh đúng không? Con đó hình như nó có tiếng quá mẹ gà ấy. Để xem coi. Cái này không phải là do mình cam ở trong chỗ này nha, mà mình chỉ vô tình đi qua thôi. Mình chỉ vô tình đi vô đây để làm cái hành bắt con Aron thôi. Bởi vì có Aron nó spam mất mẹ sai. Nhưng mà mình vô đây thì nó lại spam một này. Chắc nó bị spam mất tiêu rồi. Mới xuất hiện cách đây rồi. No. Vậy là tôi phải cam thêm nữa à. Cam trong đây đúng chỗ khó luôn ấy. Lúc mà mình cam thì nó không bao giờ ra đâu, còn lúc mà mình đi lung tung ấy, thì nó lại ra một đống luôn. Nhưng mà nó lại không có con nào là kiểu kia cả. Đây rồi, Aron đây rồi. Thậm chí con chó Aron này còn không xuất hiện trên map cơ. Vậy là coi như là mắc con Mega. Uống nha. Ở cái Ultra Jungle này nó có cái nhà của phù thủy đó này. Còn cái quạt nó y chang bình thường ở Overworld. Nước này, đây là khu Swamp Land. Cái cọp này nó cắm hẳn sâu xuống đầu voi luôn. Mình đi vô cái anh cho jungle này cũng chỉ là để chơi thôi. Đụng được mấy cái nhập phải sạch memory ấy. Mấy cái đó là ở nhà mình nó có nhiều đến mức mà nó full ra một cái gương. Đây nguyên một cái gương chỉ để chứa mấy cái món này thôi. Bây giờ là phải đi kiếm tiếp, và tới giờ mình vẫn chưa cam mà được cái con legend hay là bất kỳ con ngon ngon nào cả. Cái vị cam này nó rất là lâu. Hốc bíp, hốc bíp, hốc bíp là con nào? Hốc bíp là con này. Ok. Một con đây cho nó ghi hốc bíp đã spam. Chính là nó, chính là nó, chính là nó, chính là nó. Đây rồi, ok chưa? Samurai, chờ nó em. Ok, Samurai. Samurai, bao giờ? Đây rồi. Đây là sóc đen chứ. Con này hơi cỏ nhưng mà mình vẫn lấy hơi nước đấm nha. Bởi vì con Samurai này nó quýp lắm. Chắc thế, tên là vì quen này. Chắc chắn sẽ sống sai hoa này vì quen. Ok, ao z phát nữa mình không xài hay bỏ nha. Cây cấu nó được nhiều đầy máu thôi. What,
mình cứ nghĩ là cấu được nhiêu đây máu thôi rồi sau đó cho một con nào đó kết liễu, nhưng mà không ngờ Samurai mình lại trâu đến mức này. Wow, không có đá Mega. À, tất nhiên là con này không có giải Mega mà. Còn con kia là con Fineon, nó cũng không có giải Mega luôn, nên mình cũng không có xin người ta được, đã phải cam tiếp rồi. Nếu anh em xem mình chơi cái tựa game Pokemon thì anh biết rằng là mình là một trong những cái thằng rất là đam mê và rất là thích cái con Escarill này. Nó không những mạnh và trâu mà nó còn được cái là tự học được sóc đen đó, và bằng một cách kỳ diệu nào đó nó lại spam hai con. Đâu đây? Ở dưới hang à? Ở dưới hang đúng không? Cái map. Đúng rồi, nó dưới hang. Ok. Tưởng nó bị despawn mất chứ. Ok, gì thì mình sẽ đi xuống đấy. Vai đào cho đã xong rồi. Nó bị despawn mất một con. Bây giờ còn một con ở đây. Ok, có người xin bằng một cách nào đó tôi trở thành idol dân hay gì đấy, và có một người xin TP của tôi. Ok, cũng cho TP luôn, nhưng mà quả Escalion là của tôi. Đúng, Escalion bày ở đâu mà xa thế. Mình có đào thêm một tí hang, nhưng mà hang sắt và bao sai mấy hàng kia thì vứt hết vô cái cúc kim cương này, nó quá ô, quá OP rồi. Escarill ơi, bây giờ tôi không có đi hanh hay là đi cao gì cả, nãy giờ chả thấy có con nào xuất hiện dù đứng một chỗ. Vậy là này phải đào bằng cúc này. Hôm nay được lên TV luôn một stack. Ok, bây giờ Escarill nó sẽ nằm ở ở đây à. Có cái hang ở đây không? Như ở đây không nhỉ? Không nghĩ là có cái hang nào đó ở đây. Đúng rồi, nó ở trên, nó ở trên. Để xem nào. Trên map nó là ở đâu ấy? Nó ở trên. Ok. Con chó hay cây nó nằm đâu ấy nhỉ? Nó ở đây, mới nãy vừa mới thấy nó trên map. Nó đâu mất tiêu rồi. Con của nợ Escarill nó ở đây, hướng này. Đây, hướng này đi tới này. Xong rồi không gặp nó nữa. Có cái hang không? Khó nhờ. Nó ở đâu ấy? Ở trên đây là đất liền rồi. Nó chỉ có đâu đó quanh đây thôi này. Escarill khúc này. Nó ở đâu được nhờ? Rồi xong, rồi xong. Escarill... Thôi kệ đi. Được. Hiện tại đã là 4 giờ chiều rồi. Có nghĩa là từ cái lúc mà mình bắt đầu quay video tới giờ là cũng hơn 12 tiếng rồi đấy. Lần đầu tiên mà mình trả đời được cái trong những cái đố mẹo đó chính là con gà chôm hay gì. Nó là gà gành gà. Và trả đời nó thì được một cục vít bon. Cục này là một cái cục rất là thú vị, và trong cái server cái gì đấy, một phút nữa reset là tôi vừa mới vô server luôn á. Ok, thì cái cục này một trong cái cục mà mình rất khách xài trong cái server đi xem mòn trước, bởi vì server đó tiền nó lạm phát cực kỳ luôn, thằng nào cũng có tiền đấy, muốn có tiền là có luôn, nó phải gọi cực kỳ lạm phát. Thì đây là một trong những cục mà mình gắt hết mua từ mấy thanh niên trên server bán. Khi mà chúng ta bắt đầu trận đấu chưa làm gì hết, ném cái này gắn phát thì tỷ lệ bắt dính Pokemon của chúng ta sẽ được nhân gấp 5 lần để rất là lớn luôn. Để dành cho anh em nào hình dung ấy, thì thằng Ultra Ball này nó cũng chỉ nhân 2 lần thôi, trong khi thằng Whip Ball nó ném nhanh tới 5 lần. Nhưng mà cái thằng Whip Ball này là nó chỉ có tác dụng vào lúc đầu thôi, không tác dụng lúc cuối. Có nghĩa là lúc đó Pokemon vẫn còn đầy máu. Thằng Ultra Ball nó ngon ở cái chỗ chính là Pokemon còn hấp máu, sau đó còn bị dính hiệu ứng xấu, thì cái tỷ lệ bắt của nó phải gọi là cực kỳ cao. Đấy, hai cái đó khác nhau rồi. Và chắc phải ốp thôi, vừa vô đã bao chị rồi. Lúc đi tìm thì không thấy, lúc mình đang chặt cây thì đã vô tình thấy nó. Vậy à, chả biết làm gì, phải bắt nó luôn. Mình nghĩ là trong cái lúc mà mình tìm Mega và các kiểu thì mình sẽ làm một cái series. Đó chính là cái series mà gọi là gì nhờ, khái quát về một con Pokemon đó mình đã tên sao nhờ. Nó kiểu giống như là tiêu điểm tứ trong Liên minh điện thoại hay gì đấy. Kiểu thấy sẽ nó giống như là mình đã từng đàm trong server Metagross. Mình đàm bên đó thì cũng có nhiều âm vô cũng biết mình, cái kiểu như là đàm về mấy cái thông số điểm mạnh điểm yếu, cách vui skill các kiểu cho những con Pokemon ấy. Cho hồi xưa thì mình làm Iwato các kiểu là đều có nhiều ông cũng cho mình mượn đấy, mượn Pokemon rồi làm.
Và ok thì mình nghĩ mình cũng sẽ làm cái đó bên đây, rồi tất nhiên là mình sẽ làm với những con Pokemon mà mình yêu thích chứ. Rồi, chắc chắn là phải một trong những con Pokemon mình yêu thích thì chắc chắn trong đó phải có Sun Moon rồi. Mình nghĩ nó sẽ là hạt mở đầu cho cái series này. Và về sau mình cũng sẽ làm cái, nhưng mà mình không nghĩ nó đó là một cái series, bởi vì nó là Cam Lê Trần và Sun Boss. Nhưng mà bọn Lê Trần, cái bọn boss đó, bọn nó hít thì ra, không hít thì sủi luôn. Thậm chí là bọn boss ấy, nhất là bọn boss nó ra thì có ra con Lê Trần đi, nhưng mà con Lê Trần đi đấy thì khi chết nó lại không gớt cái đám này ra đấy, nó kiểu rất là hiểu năng. Và đây là cái chỗ mà của fan của tôi không thể tin được là tôi lại có fan trong cái server này, đó chính là của ông Beta Gia Bảo đây. Nhà rất đẹp nha, tặng ông này, ông tận dụng cái nấm. Cách xây này cũng rất đơn giản, hồi xưa mình đã từng xây trong sinh tồn rồi, đó chính là chúng ta sẽ xây một cái nấm lên, đặt cục đất xong rồi xây cái nấm lên đấy, nó kiểu hết đấy, tận dụng cái nấm để làm cái đường đi luôn. Một trong những cái cách xây rất là loài cỏ ấy, hồi xưa mình thường hay dùng cái đó, nhưng mà mình xài nấm đỏ chứ không phải là xài nấm này. Và cái chỗ này của mình thì mình xây nó cũng rất là rộng rồi, anh em nhớ hồi xưa mà cái cày ấy nhỉ, đây, anh em nhớ hồi xưa rồi mình chỉ đứng tới đây thôi, hình như là chỉ đứng tới đây thôi này, đứng tới cái khúc này thôi. Đó là, nó rất là chật hẹp ấy. Bây giờ mình mở rộng ra, cứ mỗi lần mà có một con boss hay là một con dragon ghi nó spam ra một lần thì mình sẽ xây một ô đấy. Nói thế thôi đều cho anh em biết là tỷ lệ của nó gan nó thấp cái nào đấy, mình chưa nhận được con nào từ con dragon ghi kia. Đây một ô là nó từ chỗ này đi tới này đấy, 5 x 5 đó, mỗi lần có một con boss hay là một con mẹ mega một con dragon thì nó ra là sẽ xây một ô. Mình cũng chả biết là video này có nên kết thúc hay không, bởi vì là nếu mà mình làm cái series kia thì chắc chắn là mình phải chừa, ví dụ series kiểu như là tiên tướng, mình cũng chả biết đặt tiêu đề nó gì, thì chắc là nhờ anh em đặt hộ dưới phần comment vậy. Và sau đó thì Cam lên trần và boss áp mega kiểu, nhưng mà mình nghĩ là một buổi đẹp trời đó mình sẽ đi Cam lên trần đi, chắc chắn là con lên trần đầu tiên mà mình muốn cam đó chính là KOG, tiếp theo là Rodon, tiếp theo là Rayquaza. Trong lúc gà ta bơi và bay xung quanh biển để kiếm Deep Ocean thì mình đã gặp cái khu này. Đây là một con tàu mà mình mong là sẽ có cặn câu trên đây. Có cửa sập sắt này. Mình có thể lấy nó nếu như mà mình là một hạt hoi cũ nhưng mà hoi kệ. Chỉ do đấy cặn câu thôi. Có hai cái giường này. Cặn câu cùi. Cũng được. Ok. Giá không quan trọng, nó Misted Water này. Bipper, cái này không bán được. Còn gì có giá trị không nhỉ? Đây một cái gương. Nó có cần câu cùi và cần câu cùi cùi hết nhỉ. À thôi kệ, có cần câu là được. Một cái box, cái gì đây, cái ly hình pokeball, cái tủ lạnh. Không, sao mình lại không mở được cái tủ lạnh, chỗ này đâu có ai cà đem đâu, tại sao nó lại không cho. What, kỳ nha. Cái này tôi cũng chả biết nữa, một cái quạt là bằng gỗ tôm đúng không? Ủa, cái nhìn giống cái quạt làm từ gỗ tôm ấy, tôi cứ tưởng là gỗ tôm đang có lay trong đây và tôi định bắt nó. Cái khu, ủa khu này Deep Ocean luôn hả? Lúc mà mình bay trên trời, lúc mà mình cưỡi con Scamogi ấy, mình bay từ nguyên một cái ngọn núi tuốt bên đó bay, nhưng mà mình vẫn không thấy nó là Deep Ocean, nên mà khi mà mình đáp xuống ấy, mình mới thấy nó là Deep Ocean. Khu này là Deep Ocean này đúng không? Nhưng mà khu Deep Ocean này nó quá nhỏ. Cam có khi không ra kêu ghe cơ. Có khi lúc mà Cam ấy thì cái khu này và cái khu núi trên đó có thể sẽ xuất hiện ra chặt. Nó chia cái tỷ lệ ra chặt ra cho giúp của kêu ghe ấy. Thế cho nên là muốn cam một cái con gì đó thì chúng ta phải có một cái khu cực kỳ bự. Đây, khu này chỉ là Ocean thôi, nó không phải Deep Ocean. Mình đang cầm một khu Deep Ocean nó cực kỳ bự luôn. Để khi mà mình đứng ở trên đấy thì tỷ lệ ra kêu ghe của mình là 100%. Nó không có chia sẻ biome với bất kỳ con nào khác. Cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi, đây chính là Mesa. Mình có một cái khu Mesa anh em đã thấy ở đầu video, đó chính là cái khúc mà xuất hiện con Dejan Lagi ấy. Thì cái Mesa đó nó rất là bé và nó ở Ultra Beast nữa, thế cho nên là nó sẽ chia sẻ cái tỷ lệ ra chung với mấy con Ultra Beast luôn. Mình không muốn điều đấy, mình đang cầm một cái khu Mesa mà nó rộng đây, cực kỳ rộng luôn. Nếu mà mình đứng ở chính giữa khu Mesa này thì những cái khu khác thì tất nhiên là nó sẽ cầm spam, mà nó sẽ spam trong mấy cái chân của mình thôi, thì cái nó sẽ ra huyền thoại. Huyền thoại ở Mesa này chính là con Heatran, con đấy muốn cam nó phải xây nguyên một cái hồ dung nham cơ. Và có vài con rất là thú vị ở Mesa nữa, ví dụ như con Aron này, lúc mà mình bắt con mình hanh con Aron ấy,
mình phải đi tới cái khu khu Ultra Beat, nhưng bây giờ không cần nữa. Ôi dồi ôi, bự thế nhỉ. Bây giờ mình sẽ claim cái khu Mesa này, rồi sau đó mình bỏ khu Mesa ở bên kia. Và cái việc bỏ Mesa, cái việc bỏ claim ấy thì mình nghĩ là anh em đã biết rồi, đó chính là abandon claim. Đây, abandon claim. Đấy, đó chính là cái lệnh để bỏ một cái claim của mình. What the fuck? Cái gì đây? Garden Shogun. Đã 9 này là 11 mùa, 11 lần cái gì mùa ấy không ra là Shogun rồi. Tôi mong là bên sao sẽ ra, nhưng mà bỏ vấn đề đấy thì tại sao lại có con ra là Shogun nó đứng đây nhỉ? Đây không phải ra là Shogun, đây là con gói thôi. Tên gì? AD, phải nồi à. Rồi AD, em xin khiếu. Mình đang đi tìm đất sét cho việc mà đào cái hàng Gen Block. Mình muốn gì nhỉ? Lai tạo mấy con Pokemon này để ra một con có EV cao, nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian, bởi vì cái việc mà lai tạo này nó không, chúng ta không có đồng hồ cát cho nên chúng ta không mua được đồng hồ cát. Còn trong server mà Mai ta vô, đồng hồ cát nó mua được vài tiền, nó cũng đạm phát nữa, thế cho nên cái đồng hồ cát đó được gọi là cực kỳ rẻ. Thế cho nên là nguyên một cái server hàng nào cũng có Pokemon EV 100, EV 100 nó bán đầy chợ luôn anh em. Thì trong đây mình muốn là những con Pokemon EV nó cỡ chín mấy thôi, mình bán giá rẻ kiếm tiền. Và nếu mà có EV 100 thì mình sẽ làm biết cho anh em. Bây giờ trước hết là kiếm bắt xét để có tầm phát. Xong đéo gì mà toàn sỏi với cát này. Không có đất sét thì luôn. Thường thì đất sét nó sẽ có ở những khu sông, chứ sông và hồ chứ không phải là ở biển nha. Ở biển thì ở biển chỉ có cát với sỏi thôi, mình chỉ là đá nữa, hình như không có đất sét đâu. Mình chơi xà đông phân nên mình rất là quẩn cái kiến thức này. Xà đông phân có đi kiếm đất sét để cái đất sét sỏi làm cái gold ban. Ok chưa, bây giờ chúng ta đã có đất sét này rồi, chưa cắt này. Không tin quá. Rod này, mấy cái này thì lúc mà mình cam kêu ghé, mình không có gì làm thì mình sẽ dùng nó để giết thời gian, câu luôn mấy cái mảnh để cho nó lên dạng alpha. Bây giờ chúng ta sẽ cần làm thêm tâm nữa. Tâm thì rất là dễ rồi, nguyên một bao cái gương mai kiểu nào cũng có đá đỏ, sắt thì tất nhiên là dư. Ủa yeah, có nhiều ông sinh sống gần đây với tôi cho nên là chỗ này nó cái chân này luôn luôn được lót đấy, thành ra là lâu lâu vô thu hợp Africa. Có phải mình có Alubilum Blade này, cái này đánh mấy con hệ hép rồi đúng không? Vậy thì mình đâu cần phải mua cái PC gì, mình định mua cái PC cơ, nó tới 5 cái 5 tiền này, nhưng mà không cần rồi. Ok, 6 cái Blade, tiền trong đây nó rất là khan hiếm ấy, chứ nó không có đạo phát như bên kia, nó cho nên mình phải chia đi từng tầng luôn ấy. Một cái ghét tôn lam này, 4 hàng ghét tôn, 1 hàng đá phát sáng, rồi đá phát sáng có chuyện nữa rồi. Giờ năm năm cái ghét đá phát sáng là hơi mệt đấy. À không, không mệt lắm, đá phát sáng thì farm được, farm Pokemon được bình thường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần kính, hoàn kính là hình như dưới có đúng không, có cát nè. Đấy, gương đi mai thì kiểu gì chả đào có cát, nhưng mà có bà cục qua ngoài. Quay về chỗ cũ đào cát, đào thêm 3 cục nữa. Đây có một cái, ủa đây rồi, nó tưởng chỗ này có cát, chỗ này nhìn quen ấy, nhà giống cái chỗ, à không, không phải, mình định nói là giống cái chỗ trồng lúa, cái chỗ trồng lúa. Xong rồi sau khi trồng lúa xong thì nguyên cái server nó là kit food, có một đống đồ ăn luôn, xong rồi cái chỗ lúa nó bỏ luôn, chả xài. Giờ chúng ta có cát, chắc tôi phải xây, chắc chỗ này tôi phải xây nguyên một cái hồ nước ở đây quá. Chứ té chỗ này bịch bịch rồi. Đây, bây giờ thì một cục hang nó 18 món, nên cái này hơi phí, nhưng mà hang lúc nào chả có nên thôi. Giờ tiếp theo là sắt đại phải xuống. Ok, giờ trong thời gian giữa hai tập mình sẽ xây cái hồ nước đây. Sắt này, đá cuội này, gỗ nữa. Gỗ ở trên kia. Ok. Gen lock thì lúc mà mình cam, ví dụ như là mình cam một con yêu ghê, kêu ghê, thì mình sẽ xây một cái khu cho, ví dụ như là mình muốn nuôi Samugod ấy, mình đúc cam kêu game, mình sẽ xây cái khu lai tạo Samugod, xong rồi mình đợi cùng đúc cả, nói chung là đợi một lần 2 cái để cho nó tối đa để nhận, giống như là hai người đợi kêu game tốn 1 tiếng rồi sau đó quay về nhà để lai tốn thì 1 tiếng thì chúng ta có thể vừa lai vừa đợi con kêu game, thì cái nó sẽ tiết kiệm thêm 1 tiếng nữa. Đá phát sáng đúng không nhỉ, đá phát sáng nhớ là đánh Pokemon ra nhiều lắm, người mấy con Edek chai rồi đá phát sáng có đầy.
Ok. Ủa sao? Ủa bình bình thường là mình bấm lúc nào nhỉ? Có một cái bình thường là nếu mà bấm chuột trái hai đằng vô đây thì nó sẽ hiện hiện cái vàng vàng ấy, nhưng mà bây giờ nó lại không có điều đấy, phải tìm bằng mắt. Nếu mà không tìm thấy thì có lẽ là mình phải đi farm đấy chứ không đùa đâu. Có sáng thì nó để farm cực kỳ khó, không có hạt. Ok gì phải đi farm rồi. Rồi thì hiện tại chưa có được Glowstone thì chúng ta làm phải bay thôi. Bay to win. Kệ đi. Nãy giờ tôi đang tranh cãi với mấy ông trong server này về cái vấn đề đó chính là skin của Mardemin là gì. Mọi người đều nói skin đó chính là skin của Garen Sogon, trong khi tôi lại tranh cãi rằng skin đó chính là quả tôi. Bỏ qua mọi vấn đề đấy thì chúng ta bây giờ sẽ đi mua cái thằng của nợ kia. Sà đã phải chuyển đổi rồi. Đúng là không có gì mà tiền hả? Suốt ngày toàn đi chuyển đổi thôi. Shop xu này. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đấy, nhà không có gì mà tiền cả. Đã phải chuyển đổi. Mỗi đằng nổi là một đằng sót. Vì khi mà làm ra tiền rồi chúng ta sẽ biết trân trọng đồng tiền. Bây giờ thì ố khoan, vậy luôn thôi. Được rồi, được rồi, không có gì cả, mọi chuyện không có gì cả, chúng ta hãy bỏ qua vấn đề đấy. Ok, bỏ qua nào. Có Glowstone rồi, bây giờ thì chúng ta đá này nó có 100 đồng, mình không cần phải dùng tới 10 xu. Hai vì nếu mà làm tay đáng lẽ là đi tốn 100 đồng thôi, nhưng mà nếu mua thì tốn tới 5 cả năm. Bây giờ này sẽ cần này, mình đã cắt hết đồ vô rồi. Okay. Đại té Glowstone, sau đó là 6 cái play, một kính và một đá đỏ. Okay. 6 play mình vẫn còn giữ này, một kính và một đá đỏ đúng không? Ok, đá đỏ đây. Cái cảm giác kỳ nhất là cái cảm giác mà gì nhờ, cái đấy người ta gọi là gì, bị tôi cũng chả biết gì hết sao, bị hố. Đúng rồi, đúng rồi, cảm giác cay nhất là cảm giác bị hố. Giờ kính để đây, đá đỏ để đây, không nhờ cái này đây, ba pet GBC nó không cho cáp nha. Ok bây giờ để đây cái này lên và gen block. Chúng ta có update nữa nhưng mà không ai xài update cả. Đây, đây chính là gen block. Đi tới gần thì nó sẽ như thế này. Cái chỗ mà nó hiện lên màu trắng như thế này là cái chỗ mà chúng ta sẽ nó sẽ tính mấy cái ô này. Nhớ là không được đặt nút nha. Nó sẽ tính cái ô mấy cái ô này là một cái biome. Không phải một cái biome mà cái nơi để trong mấy con Pokemon nó ấy ấy, ừ, nó cho mấy con Pokemon nó ấy ấy nhau, cái kiểu để là trứng thì chúng ta không được để đuốc ở đây đấy, và chúng ta sẽ để hai con Pokemon, nhớ là một con đực cùng một con cái nhá. Ở đây không có khái niệm chơi cây đâu, và tất nhiên là những con huyền thoại, những con truyền hiếm nó không có giới tính thì chúng ta không thể like được. Bây giờ chắc là nếu mà muốn thì tôi sẽ làm like Samu Wood nha. Samu Wood tôi thấy nó rất là ngon, bởi vì nó tự học được sóc đen và nó có aqua check, thế cho nên là chắc tôi sẽ bắt một con Samurai. Cái vấn đề lớn nhất ở đây chính là con của nợ Samurai, nó là Quế đi Rare và là Ultra Rare. Không những thế nó còn xuất hiện ở buổi chiều một cái thời gian rất là ngắn, không những thế nó còn xuất hiện ở những cái biome rất là hiếm như là Storm Shore hay là gì đấy, âu sành đấy, nói chung là những cái biome mà phải gọi là cả năm mới thấy được một lần ấy. Thế cho nên là mình sẽ không làm cái đón đây đấy, thì trong lúc mà giữa hai tập thì mình sẽ suy nghĩ xem là mình vai công việc. Và thế thôi, tập hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Mình nghĩ là mình sẽ làm còn cái xe ghi, đó chính là cái xe ghi giống như tâm điểm tướng nhưng mà mình không biết đặt tên là gì, và cái xe ghi là hướng dẫn bôi tem đấy và cam huyền thoại nữa. Ok, bye bye.